Cháu Trinh xin chào quý bác, quý anh chị và tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh của Họa Kẻ Vàng. Quý bác mến, hiện tại thì cháu Trinh đang có mặt ở nhà của em Hưng. Và hiện tại đang mưa rất là to luôn các bác. Đây, đang là buổi chiều tối rồi. Em Thuận thì đang dầm mưa ra đây để thả con dê vào nhà. Đấy, mưa to quá, dê cũng không ăn được cỏ nữa các bác. Thuận ơi. À đây, dưới kia đang dầm mưa, mặc áo mưa xuống để thả con dê. Thả đi nhanh lên. Khả năng là hôm nay phải dầm mưa về nhà đấy các bác. Bây giờ là gần 6 giờ rồi mà mưa to quá, vẫn chưa thể đi về nhà được. Đấy, con dê ướt hết rồi này. Để như này nó ốm đấy, thả đi, thả đi. Thả chưa? Hả? Nó không về á? Đuổi nó. Đây, để anh đuổi nó cho. Đi về nhà đi. Nó mang ở đâu à? Lên đi, lên đi. Đi đi, về nhà đi. Còn con trên kia nữa. Còn một con nữa à? Đây, mưa là có nhiều nước lắm này cô bác. Ôi dồi ôi, nước như này thì tha hồ làm ruộng rồi. May mắn là nhà Hưng cũng làm hết ruộng rồi đấy. Hả? Ở đâu một con đâu? Còn nói gì anh chả nghe được ấy bây giờ ấy. Mưa to quá. À đây, một con đây. Đấy, mưa là nó cũng không ăn cỏ đâu. Phải thả về nhà thôi. Con dê thì sức chịu của nó là tốt hơn con bò. Chứ con bò là mưa thế này là nó sẽ chạy tán loạn luôn đấy các bác. Tại vì là con bò là nó kỵ nước. Ui dồi, trơn quá. Đây, dây điện này thấp như thế này mà nó hở ở đâu là rất là nguy hiểm luôn. Tuần có bị ướt không? Không à? Ui giời, thương quá nhỉ. Đuổi nó về đi. Khả năng là mưa nhiều nó bị đơ hết rồi nhỉ. Đuổi nó đi, lấy cây đánh nó. Đá nó, đá nó. Kéo nó, kéo nó, kéo nó. Nhanh lên tí, anh cũng ướt hết người luôn đấy. Cái ô này, ô cũng hỏng hết này các bác. Che được có mỗi một nửa thôi. Kéo đi, kéo mạnh vào. Để anh đuổi. Còn không muốn về. Ui, đi, đi, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, về đi, về đi, về đi. Mấy con dê con là chạy vào nhà hết rồi các bác ạ. Còn con mẹ. Kéo mạnh vào. Thả dây đi Xuân ơi. Đừng kéo mạnh quá nó không đi được ấy. Tại vì buộc vào cổ. Cho nó đi trước đi. Đi trước xong lấy cây đánh nó.
Đấy, chăn nuôi như thế này là thật sự những ngày mưa là rất là tội luôn các bác. Ở nhà thì cũng không đi lấy cỏ được. Lấy cỏ thì lại khổ cho em Thuận. Mà lấy đi buộc thế này là gặp mưa là không kịp là con dê sẽ bị ướt hết, là hay bị ốm ấy. Đấy, mưa một lúc là nước rất là nhiều luôn này. Đây, nó phải mưa to là mới có nước như này đấy. Rồi thả nó đi, thả nó đi. Thả dây đi, nó khác từ bì. Hay là quên đường về nhà rồi. Rồi thả con kia trước đi Thuận ơi. Thả con này nó khác về. Tí nó theo con này về. Con dê đực. Mưa như này là có sấm sét là không dám đi ra ngoài đâu các bác. Ở trên vùng cao là có mấy vụ là bị sấm sét. Tối ngủ là bị sấm sét là đánh trúng là mất mạng luôn. Nó kéo mạnh quá. Ôi giời. Kéo nó lên Thuận ơi, kéo cái dây lên không phải mở nữa. Nó cứ kéo thế này là rất là khó. Kéo mạnh quá. Đây để anh cầm hộ dây cho. Rồi, cứ đi. Rồi. Cho cả con trâu về nữa Thuận ơi. Cho con trâu về luôn. Mưa to lắm. Thả con trâu đi Thuận ơi. Con trâu là phải dắt về nhá. Hai anh em là hôm nào cũng dầm mưa như này đâu các bác ạ. Cứ trời mưa là hai anh em lại đi làm ruộng, cho nên là quen rồi đấy. Đấy, như em Thuận là năm nay mới được 8 tuổi mà phải dãi nắng dầm mưa như thế này hàng ngày thôi. Thì khi mà lớn lên như bằng tuổi của em Hưng ấy là sức đề kháng rất là tốt. Như em Hưng hiện tại là đi làm là cứ trời mưa cả ngày là em ấy cũng sẽ dầm mưa cả ngày để đi làm luôn. Rồi kéo nó về đi, kéo nó về đi. Tí nó lại chạy đi đâu ấy. Kéo, cầm gần vào, cầm dây gần vào. Đừng cầm xa. Đấy. Mới chỉ 8 tuổi thôi mà ở nhà phải tự lo hết những công việc như này. Cứ mưa là em ấy sẽ chủ động là chạy ra để lấy con trâu, con dê về nhà. Như con trâu thì nó còn chịu mưa là tốt hơn này. Mưa nó vẫn còn ăn được. Đấy, mưa một lúc là mấy cái thửa ruộng này này ngập hết nước này các bác. Như này thì nếu như mà bà con mà tranh thủ làm ấy, mưa như này là phải vác cái cày xuống để cày luôn thì nó mới có nước để làm. Lấy buộc vào chuồng luôn đi Thuận ơi. Lấy buộc vào chuồng luôn.
Ủa mưa to quá. Buông buông vào chuồng. Đây. Ôi dồi. Dưới gầm sàn cũng mưa ngập hết rồi. Ngập hết dưới gầm sàn rồi. Buộc chưa? Buộc tạm ở đấy đi. À lấy thả thôi à. Ôi dồi nước tràn vào trong nhà hết rồi. Mưa to quá. Nước này tràn vào chuồng trâu hết. Dưới gầm sàn. Đóng không được à Xuân ơi. Đấy cháu Trinh thì đang cầm máy quay chả giúp được đâu cô bác. Được rồi. Khả năng là để như này được rồi Thuận ạ. Nó không chui được vào đâu mà, chui được ra đâu mà. Rồi đi buộc con dê đi. Hả? À thả con trâu nữa. Kéo đi. Ui. Ướt hết rồi nhỉ. Xuân có lạnh không? À, mưa to lắm này cô bác. Mà trời thì gần tối rồi, cháu Trình còn không biết là về kiểu gì đấy. Xe thì đấy ngồi lên tận dưới này này. Bây giờ mưa to quá không về được, tí nữa khả năng là phải cho em Hưng là dắt xuống cùng ấy. Buộc dê á? Thôi anh đứng ở đây nhá. Mưa quá anh không xuống được rồi. Tí ướt đi đường xa nữa cô bác. Ui dồi nhiều nước lắm kìa cô bác. Ở đằng kia kìa. Nước. Nước mưa rất là nhiều luôn. Úi dồi ôi, nước này tràn hết. Úi đằng kia của bác. Nước tạo thành nước lũ rồi đấy. Trước ở nhà em Hưng ấy. Mưa rất là to luôn. Buộc được không? Không thì kệ nó ở đấy đã. Tí tành rồi buộc sau. Em Hưng thì vừa rồi là chuyển mấy cái bao thóc ở nhà ấy các bác. Ở nhà là cũng bị rột. Mấy bao thóc là cũng bị dính mưa rồi. Em Thuận phải đi lấy dê. Hưng là ở nhà phải chuyển mấy bao thóc. Hưng đang chạy ra bên kia để xem nước. Hưng ơi, hồ nhà chú kia xả nước xuống đi, tí vào mạ hết đấy. Kia kìa. Hả? À. Mưa nhiều thế này là phải chú ý đến mấy cái ruộng đấy, không là nước vào nhiều quá là nó bị sạt lở đấy các bác ạ. Bây giờ là gần tạnh rồi. Đây, khu này là vừa nãy em Hưng cũng ra đây để vét này. Chứ không là nước tràn vào trong nhà hết. Đấy, thôi thì ok thôi các bác ạ, bây giờ cháu Trình cũng ướt hết người rồi. Khả năng là không biết là tối nay về đến nhà có bị ốm không.
Đây, nước này. Úi dồi ôi, cứ mưa một cái là nước từ tứ phía là chảy vào. Đây, như cái con suối này này các bác, ngày thường là không có nước đâu, mưa một cái là nước chảy như nước lũ luôn này. Đấy, cho nên là cái nền nhà mới của em Hưng ấy mà nước chảy từ đây xuống là nó đẩy hết cái đất mà đất nền ấy xuống cái con đường với cả xuống cái mạch nước của hai hộ dân, cho nên là bây giờ là bị ngập hết rồi, ngập lấp hết cái nguồn nước đó. Ui dồi ôi, ở đây là phải đấy chú ra kia là đã ra xả nước xuống rồi, chứ không là nước vào ruộng hết là hỏng hết mạ đấy. Phải ra đây để xả nước. Nước nhiều quá rồi nhỉ. Ôi dồi ôi, đây nước thừa nước rồi. Chỗ nào cũng có nước mà, nhìn chỗ nào cũng có nước. Nguy hiểm thật đấy. Mà mới chỉ mưa có một lúc thôi các bác. Úi dồi ôi, nước chảy từ tứ phía. Đấy, có các bác các cô là ra đây để dọn này. Phải ra để xem cái ruộng của mình không là hỏng hết, sạt lở hết. Đấy, hiện tại là cháu Trinh cũng thôi thì ướt hết người rồi các bác, cũng dầm mưa thôi, khả năng là hôm nay cũng phải dầm mưa đi về rồi. Đợi nó tạnh thì không biết bao giờ mới tạnh. Ui dồi ôi, chưa buộc được à Thuận ơi? Thuận còn đang buộc dê vẫn chưa buộc được. Đây, mấy cái thở ruộng này là bị thủng hết này. Úi dồi ôi, ướt hết người rồi. Buộc được chưa Thuận ơi? Cái này là tầm buổi chiều tối như này còn có thể giải quyết được ấy các bác, chứ tầm đêm ấy, đêm mà gặp mưa thế này là bà con cũng phải thức dậy để xuống để xem mấy cái ruộng của mình. Không phải là ở mỗi chỗ của Hưng đâu, mà ở đâu cũng vậy thôi. Hiện tại là cả làng là ai cũng sẽ phải đi xuống ruộng của mình để xem nước. Cứ mưa này ở nhà là cũng không yên tâm ấy. Chứ không ra đây để ngăn nước là mai ra xem là cái ruộng là bị sạt lở hết, nước nó ngập hết. Đi đi lên nhà đi. Ờ mưa to quá, nhanh lên đi đi, lên đi Tuấn ơi, lên đi rửa tay xong đi về nhà đi, đi ốm ấy. Ở Trinh thử đi lên nhà xem là có bị ướt không. Ui dồi, đây mấy chỗ này là cũng bị dột đây này các bác, dột ướt hết nhà đây. Ui dồi ôi, thưa bác là hiện tại thì đã tạnh mưa rồi, vừa rồi là Hưng
đi trên kia để xem ruộng chưa? Em lại bị sạt xuống một ô, em bị sạt á? Đắp rồi, đắp xong rồi. Con chào công các bà, chào cô chú. Rồi, ôi rồi ướt hết người rồi, đi lên nhà đi. Anh cũng ướt hết người rồi. Bị sạt rồi các bác ạ, à, ruộng của em Hưng ở trên kia là bị sạt rồi. Mưa to quá. Đấy, bây giờ là tạnh rồi nhưng mà nước là vẫn chưa rút cạn đâu này. Vừa nãy là em ấy có chạy lên trên kia nhưng mà đi hơi muộn rồi. Lên trên đấy là đã bị sạt một ô rồi. Vừa rồi là em Thuận có đi lấy dê về rồi. À, con trâu nữa. Chuồng trâu là bây giờ cũng nước là bị chảy vào bên trong gầm sàn hết rồi các bác. Ui, nhà ruộng của chú dưới kia hình như cũng bị sạt rồi các bác ạ. Ở dưới kia kìa. Thưa bác là hiện tại thì đã tạnh mưa rồi. Tớ trình xe cùng với cả em Hưng xuống dưới nền nhà mới để xem là ở đấy có bị làm sao không các bác nhé. Chứ mưa to quá. Với cả là cho em Hưng hộ tớ trình lấy xe xuống. Chứ sợ một mình là không lấy xuống được ấy. Ui nước này. Mưa này cũng nguy hiểm phết đấy nhở. To quá ấy. Không biết là cái đường này có bị hỏng không? Hỏng là tí không về được đâu. Hỏng là tí không về được đâu. Đấy anh lên là cái chỗ mà trước bị sạt lại sạt xuống rồi. Nhưng mà vẫn qua được, xe ô tô thì không qua được. Đấy, đặt cua đấy. Hưng là bắt được một con cua. Ông xinh cơ. Ui giời đây, nước suối. Chảy âm âm. Đúng rồi. Có trận này xong là nước làm ruộng sao hồ làm ấy. Mưa này phải tranh thủ cơ. Cứ phải chăm như Hưng cơ. Cứ mưa là em ấy phải đi làm luôn. Chứ nhà nào mà cứ mưa này lại ngồi ở nhà uống rượu thì nghèo là phải đúng không? Em là hết rồi, không hết rồi. Em bây giờ chỉ đợi ngày là cấy rồi. Đấy. Cứ muốn có ăn là phải tranh thủ những ngày mưa là phải đi làm. Chứ không ngày mưa lại cứ bảo là mưa ở nhà thì bao giờ mới đủ ăn. Trời nắng thì lại không có nước để làm. Mua rượu 4-5 lần. Ui, cái đường này là xe không lên được rồi này các bác. Mai cái đoạn này lại ấy. Đúng rồi. Em phải ngăn nước ở đầu kia không cho nó chảy xuống đây. Nó cứ men theo con đường này. Xe là để tít ở đây này các bác. Đoạn này. Đấy Hưng ngồi xe của anh xuống đi. Đi xe của anh đi tí. Sợ không lên được không. Tí em đẩy lên mệt lắm. Ngồi lên đây. Ngồi á. Sao mà đi được. Đi anh. Kiểu mà anh cũng ngồi lên đây nhưng mà em bị ướt đít rồi đấy. Không sao, anh cũng ướt rồi mà. Em đi cẩn thận nhé. Trơn lắm. Bánh xe của anh không bắn. Mùa này vào đợt cuối 2021-2022 gì đấy. Là đường trên bọn em chưa đổ bê tông ấy anh. Là cứ đi đường này, đi mò đường này suốt đi chứ. Kể cả đường to như kia không vậy. Đường to đúng không? Toàn đường nhỏ này đúng không? Đường nhỏ ấy. Mò đường nhỏ xuống này. Trời ơi nước. Mưa một lúc nhìn nước thích thật nhỉ. Chỗ nào có nước. Sắp ra ở đấy. Này nước này. Nước. Ui giời ơi, đầy hết rồi. Nước thích thật, trên này sạt rồi sao ấy? Trên nào? Còn trên nhà em này chắc trên này sạt rồi. Từ đó nguy hiểm quá. Đấy, đường chỉ có một lối nhỏ thôi. Cái này mà con gì bay vào mát là cũng không dám lấy ra đâu. Cái này là tầm này là phải quan sát từ xa. Phải đi từ xa rất rộng vào. Còn nhìn gần là không đi ở đâu, đường con đấy. Thôi cái đoạn này xuống là anh đi bộ thôi. Đi bộ thôi á? Đi bộ còn nhanh hơn đấy. Đi.
Cái kia nhà anh trưởng kia đầy nước chứ kìa. Ừ, đây. Mấy thử ruộng to mới thích nhờ. Nào, không biết là mai này nuôi được mấy con bò. Bây giờ đi lấy bò về nuôi thôi anh ạ. Bò á? Đi lấy người ta cho nuôi bò, nuôi dõi. À. Nuôi bò xong phát triển nhanh hơn. Ừ. Không là bán một hai con nuôi được, bán một con để đào ruộng. À. Thích đấy. Đúng rồi. Ruộng mình nhỏ quá. Đi. Nhà chú đến đây cho nuôi rồi. À. Anh không gọi nữa. Không không. Lại muốn lấy bò về nuôi. Giá trâu nuôi bò à? Trâu nuôi bò cái này, trâu bắt đầu phát triển. Bò nó đẻ nhanh hơn đúng không? Bò đẻ nhanh hơn. Bây giờ nuôi trâu cho chú cũng được, nhưng mà mình chỉ được nước phân không thôi. À, ui dồi ôi, nước. Đấy, đường đi khó lắm này các bác. Phải tay nghề cứng mới đi được ấy. Đường này, ui tôi cháu Trình đi đường à. Đường tắt thôi. Trơn. Khả năng là phải cầm dép thôi. Chứ đi dép là nguy hiểm quá. Ui dồi. Đi chân đất còn trơn hơn cơ. Đấy. Đi xuống cái đường này đi bộ còn sợ ấy chứ. Trơn lắm. Cái Hưng nấy còn định lấy xe xuống tí lên kiểu gì. Đường thì vòng vã vòng vèo. Xe ở trên mù cao ấy là phải phanh là phải ăn. Ngồi được không? Em không có cái vấn đề gì đâu mà anh cứ phải lo thứ. Tại chưa có thôi chứ. Rồi, đi từ từ nhé. Đất đỏ này trơn lắm. Phanh xe nó ăn là không sợ. Ôi. Tụt dép à? Không phải đặt đổ đâu mà nó trượt bánh ấy. Mình cua vào nó trượt ấy. Ui, đi cái đoạn đường này là phải gan dạ lắm mới dám ngồi đằng sau đấy. Phải không sợ cơ. Sợ không có người đằng sau. Mình thì đi con đường này quen rồi. Phải mới mua xe được một thời gian mấy giờ tay lái cứng lắm. Ngày đi mấy lần rồi anh ạ? Đường này này. Ngày trước làm nhà ấy, đi được tháng rồi đấy. Lên lại xuống. Luyện cơ được một tháng rồi đấy chứ này. Cứ lên xong cho ăn con vật ăn xong lại xuống. Ừ. May mắn là mình còn đào cái đường này đi nhanh hơn nhỉ. Anh thì đâu lâu lâu đi một lần thì nó cảm giác nó sợ chứ em. Đấy, nước nó cứ men theo con đường này xuống hỏng cái đường. Đấy, em còn định lấy xe lên chứ à, xuống chứ sao mà lên được. Ui giời ơi. Đi cẩn thận nhá. Nó tuột xuống đây đây. Hỏng hết rồi. Cái xói mòn hết rồi. Chán thực cái nguồn nước của chú kia chắc lại lấp vào được. Ừ, phải lấp rồi. Thôi cho chú uống tạm một thời gian vậy. Mình giúp người thì coi như giúp mình mà anh. Chú cái đồ cũng không có anh. Mình cũng tội chứ không có nước dùng ấy. Không có nước. Cái này là cái nguồn nước sinh hoạt của chú đấy. Nước nhiều lắm chị kia. Trời nó trượt bánh. Đoạn này dốc lắm. Nhưng mà được cái là sạch đường anh ạ. Mưa to sạch đường thích. Ui giời, cái đít cứ lao đi lao về nhỉ. Kiểu như đánh đu ấy. Chọc cái má. Rồi, đến đường lớn rồi đấy. May mắn là không mưa đến tối ấy. Nhưng tối là không về được không? Đến tối là cũng phải chịu thôi. Là mưa về đấy. Ôi nước. Đây này, đây một rãnh nước kia này. Tầm giờ này thì hơi muộn chứ tầm sáng mưa là bây giờ là bà con đi vào ruộng hết rồi đấy nhỉ. Đi cày hết đấy. Như mình là cày thì cày hết rồi thì đi ở nhà được, còn người ta chưa cày là người ta đi rồi. Rồi ra đến nền nhà mới rồi đấy.
Cái này là hai anh ở dưới kia lấy nước của em xuống dùng ấy. Xong rồi phải lấy tre, xe đi qua mà không cán. À, hiện tại chúng cháu đã ra đến nền nhà mới rồi. Nhà mới thì không sao. Úi dồi ôi, khả năng là bị lấp hết xuống đường hết rồi Hưng ạ. Úi dồi, nhìn kia kìa. Cái nguồn nước ở dưới kia thì lại bị lấp hết rồi. Nguồn nước của nhà hai anh. Trong vòng 2 tháng này là không thể đào được. Đúng rồi. Mưa nhiều quá mà. 2 tháng là mưa nhiều quá. Cứ đào xong nó lại lấp hết. Đào xong lại lấp hết. Đất nó còn mềm quá. Uống nước ở đây tạm độ 1-2 tháng. Đúng rồi. Cứ dùng chung nguồn nước với cả em đó. Khả năng ạ. Ui dồi ôi, lấp hết đường rồi. Lấp hết đường rồi các bác ạ. Đoạn dưới kia. Máy lại bắt đầu dân lại kêu đấy. Đây kìa. Ui dồi ôi, lấp hết. Bây giờ xe máy đi qua sợ không đi qua được ấy. Cái chỗ kia ai lại mở xuống nhỉ? Lún. Khả năng là không phải mở đâu. Nó trôi từ đây xuống à. Mưa to quá. Hay nó đẩy xuống. Úi ôi, đẩy xuống à? Ai lại ngăn đấy? Ai lại mở ấy nhờ? Úi dồi ôi, khả năng là nhà trên kia lại xuống đây để mở rồi. Làm thế này thì... Đây, lại ra ngăn cho nước chảy xuống đây này. Úi dồi. Trước em không bảo à? Trước em bảo chú kia thì mà. Lại ra mở nước xuống đây. Chán thật, cái hộ dân ở trên kia đã lấp hết đường, lấp hết nguồn nước.
Xin chào mừng quý bác anh chị và tất cả mọi người đã đến với gian hàng Thuyền Nguyện của Hoa Cải Vàng. Quý bác mến, hôm nay thì cháu Trình lại tiếp tục giới thiệu đến cho toàn thể quý bác anh chị những đặc sản, nông sản ở trên vùng cao. Lời đầu tiên thì cháu Trình xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý bác anh chị đã luôn quan tâm và đồng hành cùng cháu Trình qua suốt thời gian qua. Và cháu Trình cũng chia sẻ những hoàn cảnh ở trên vùng cao thì chủ yếu là có những cô bác lớn tuổi là đồng hành và xem kênh là nhiều. Đấy thì cháu Trinh cũng thấm hiểu được là khi mà về già ấy thì thường có những căn bệnh của người già như là đau lưng này, đau xương này, huyết áp cao, cho nên là cháu Trinh cũng luôn tìm hiểu những bài thuốc, một phần là có thể giúp quý bác anh chị và ông bà có thể chữa bệnh, một phần thì sẽ giúp cháu là có thêm kinh phí để đi lại các bác. Hôm nay thì cháu Trinh có giới thiệu một số gian hàng đặc sản rất là được ưa chuộng ở trên vùng cao các bác nhé. Những mặt hàng, những bài thuốc được các thầy thuốc ở trên vùng cao là hiện tại đang sử dụng để cứu chữa bệnh cho những người bị bệnh các bác nhé. Trước mặt của cháu Trình đây là một gói thuốc mà hiện tại cháu Trình đang bán ở trên kênh. Đây là bài thuốc A Ma Công của bác nhé. Thành phần chủ yếu là cây tơm trơn này, cây bổ máu, nấm linh chi, dâm dương hắc, cây huyết rồng, lá mắt gan, đằng sâm, hạt kỳ tử, thổ phục linh này, hạt chuối này, la hán quả và đỗ trọng. Công dụng là giúp chữa về đau xương khớp này, gai cuột sống này, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý và kém ăn kém ngủ, tê nhức mỏi, mồ hôi chân tay, bệnh gút. Bài thuốc này thì phù hợp với quý bác anh chị, những người lớn tuổi là hay bị bệnh gút này, bị đau lưng này, cô chú là đi làm việc nặng thì hay bị đau lưng ấy, thì uống bài thuốc này vào là rất là tốt. Còn đây là sản phẩm mà mật ong hoa bạc hà. Đây là sản phẩm chính ở trên cây mà cháu Trình bán từ trước đến giờ, là gồm có hai loại mật ong chính mà cháu Trình bán là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Chỉ có hai loại này thôi các bác nhé. Đấy, về cái chất lượng thì quý bác anh chị cũng đã mua hàng của cháu Trình rất là nhiều rồi, và cũng được quý bác anh chị để lại những cái bình luận rất là tích cực. Để chống hàng giả thì cháu Trình có dán tem mác ở vỏ chai như thế này. Khi mà quý bác anh chị mang về thì quý bác anh chị gỡ cái miếng tem này ra, sau đó thì quý bác anh chị mở ra đây các bác. Đây, quý bác anh chị mở nắp ra. Đấy. Rồi quý bác anh chị có thể rót vào để trong cái cốc ấy để sử dụng. Đây, mật ong là rất là đặc sánh luôn này các bác. Mật ong hoa bạc hà với cả mật ong khoái rừng thì tương tự như nhau các bác nhé. Về độ đặc sánh thì mật ong khoái hay là bạc hà cũng rất là đặc sánh luôn. Những sản phẩm này thì cháu Trình hoàn toàn là thu mua của bà con cũng như là mấy em nhỏ như là em Quân này, em hai anh em Hưng Thuận này cũng tự biết đi vào rừng kiếm, cho nên là cháu Trình thu mua của các em để có thể là phụ giúp các em bán đấy các bác. Còn đây là sản phẩm lá mắt gan. Lá mắt gan thì có công dụng là giúp người bị men gan cao, suy gan, virus gan, viêm gan gấp và mãn tính, mỡ máu và gan nhiễm mỡ các bác nhé. Và người vàng nhật đấy, đều sử dụng cái sản phẩm lá mắt gan này là nó chuyên chữa các bệnh về gan các bác nhé. Quý bác anh chị uống là nước nó sẽ thơm nhẹ này, uống thanh mát và sử dụng thay nước lọc hàng ngày. Người bị bệnh thì có thể uống nước này để trị bệnh này, người bình thường cũng có thể uống nước này để phòng bệnh. Còn đây, trên tay của cháu Trình đây là trà ở san tuyết cổ thụ. San tuyết cổ thụ ở trên vùng cao các bác nhé. Ngoài ra thì cháu Trình có miến rong này. Miến rong đây là sợi nhỏ. Ngoài ra cháu Trình còn có miến rong sợi to các bác nhé. Và chuối rừng này. Đấy, đây là chuối rừng. Nếu bác anh chị mua những mặt hàng như là mật ong này, nếu bác anh chị mua 2 lít mật ong khoái thì cháu Trình sẽ tặng cho quý bác anh chị một gói chuối rừng như thế này luôn các bác nhé. Chỉ cần quý bác anh chị mua 2 lít là cháu Trình sẽ tặng. Và hoặc là cháu Trình sẽ tặng một hộp viên nghệ sữa mật ong như thế này. Đây là dạng viên nghệ sữa mật ong mà cháu Trình có bày bán ở trên kênh đây. Nó sẽ thành dạng viên như thế này. Và đây là sự kết hợp bởi mật ong khoái và viên nghệ. Viên nghệ này thì các bác anh chị mang về là có thể ăn trực tiếp luôn. Đó. Ăn là rất là giòn luôn các bác. Đấy, trên đây là những cái sản phẩm mặt hàng của cháu Trình đang bày bán. Thì rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ những cái gian hàng của cháu Trình qua số điện thoại mà cháu Trình ghi ở trên màn hình của bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bác.